Các bác nhá, bác Sơn đang đặt những cái giá, làm cái giá để bác Sơn kê đặt loa lên chứ không phải bác Sơn kê như này đâu. Đây là sang Khang Minh sang lắp đặt hôm nay, Khang Minh kê tạm như thế này đã. Bên trong kia là bác bạn của bác Sơn vừa đến nữa. Đó. Bác Sơn đặt cái giá chắc là cao khoảng độ bằng hông chúng ta. Sau đó cái loa nó lên tới tầm này này. Tầm này, tầm 1 mét trên 1 mét. Và con súp thì bác Sơn cũng làm một cái giá thấp cách đất khoảng 2-30 phân. Chứ không phải kê như này thì nhìn nó cùi bắp quá. Cảm ơn anh rất nhiều. Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác. Ngày hôm nay em có mặt tại bên Gia Lâm, bên Linh Hiệp lắp đặt và set up cho bác Sơn bên này một cái cấu hình của JBL. Thứ nhất là một quả súp BRX618S liền cờ đao bên trong và cặp MR938 cực kỳ đẹp. Cờ đao vang 1600, vang số AAB 9825 mã plus và một bộ mic SLX V5 AB đó. Và toàn bộ dây giác xịn. Hôm qua bác Sơn sang Khang Minh đi cái con xe này này các bác này, Z1000 Kawasaki. Và bên này bác còn một con nữa sang đây này, em kết nhất những cái xe cộ này của bác này, rất là hâm mộ bác luôn. Con này là Honda gì. Và bác Sơn với lại chị với lại cháu đang làm một vài thứ tiếp đón em Khang Minh hôm nay sang đây. Khang Minh đang test một chút nhạc Xuân này. Đó, cái không gian của bác, không gian đây là trong nhà của bác, không gian lửa ngoài sân và lửa trong nhà. Đó, Khang Minh quay như này các bác quý em cùng xem nhá, rất là đẹp luôn. Chỗ này nhà bác thoáng mát, cây cối rất là yên tĩnh và thoáng mát. Không gian lửa ngoài sân, lửa trong nhà. Đây là ngoài lán, ngoài sân nhà bác, nhưng mà toàn bộ là tôn, cho nên là cái âm lượng và cái âm thanh set up thì cũng yêu cầu là khá là khó, bởi vì âm thanh, âm lượng lớn, tiếng súp đánh nó phải dứt khoát, chứ không là nó phát ra những cái tiếng rung rè của những cái vật liệu nhẹ này. Khang Minh cho âm lượng lớn lên một chút. Những cái cấu hình Khang Minh lên các bác thì anh em có thể xem và tham khảo. Quay rượu đúng rồi. Anh Sơn bảo Khang Minh vào đây quay rượu. Và ua. Wow. Rượu, các loại rượu, Chivas rồi, XO gì đây. Đây là những bình rượu. Đây là Sơn Mai Đinh Năng, đây chắc là Đinh Năng không? Wow. Bác thực sự là đẳng cấp đấy. Gì đây? Đây là chân gì? Chân nói chung là Khang Minh cũng không dành những cái này. Chân bìm bìm hay này. Wow, rắn này. Đó, đến nhà khách nhưng mà làm những cái video đây cũng là. Đây là cái con gì ngầm ấy. Nói chung là phải bác Sơn vào đây mới thuyết minh được. Wow, đây toàn động vật thôi. Bên này toàn động vật. Đẳng cấp. Bác Sơn bàn thờ nhà bác rất là đẹp, rất là uy nghi luôn. Đó. Bác Sơn ơi, cái chỗ rượu của bác phải vào thuyết minh như em chịu. Ôi, nhiều thế anh. Đây nữa, đây là những cái bình rượu gì mà bác ngâm này, nhìn kiểu như là ủ với lại ủ đất, ủ thổ ấy. Và cây này, cây si này. Đây còn rất là tuyệt vời nha, rất đẳng cấp luôn. Trong này một bình nữa này. Trong này một bình này. À. Đây này bác Sơn này. Trong này lấy cái đi soi được. Bác Sơn hơi bị phong độ đấy, nhưng mà các bác nhìn bác Sơn này thôi, nhưng mà bác ấy cởi người ra, bác ấy tập gym và người đẹp kinh khủng.
hôm qua bác sang Khang Minh bác chia sẻ rồi thì những cái hình ảnh mà những cái video bác tập gym nhìn gọi là như là Lý Đức. Ủa, đây anh Sơn ơi, anh Sơn, đây những cái bình rượu này anh để đây phải bao nhiêu năm rồi? Thì nó mới dây mới cuốn mới các thứ. Ủa, kinh khủng. Cắt đi nhiều lắm chứ. Nhưng mà rượu gì ngâm gì đây anh? Nhiều loại lắm, đây này. Ôi. Đó là quý hơn hoa đấy. Quý hơn hoa đấy. Đó, các bác thấy không? Công nhận là quý hơn hoa. Rồi cảm ơn anh rất nhiều hôm nay sang anh. Cảm ơn ơi. Trong này còn một bình nữa này, mất rồi. Đây này. Sao mất anh? Có cây cái xe này. Bây giờ muốn lấy phải lấy khoan. À phải khoan phải cắt. Đây là bình thế này, nhìn những bình thế này. Thế này. Mười mấy năm rồi. Để muốn dùng phải lấy khoan. Anh ngâm cái gì ở trong này? Anh ngâm nhiều thứ. Thảo dược thôi. Thảo dược. À quấn tuyệt vời nhỉ. Đó, quay những cái hình ảnh không gian nhà bác. À, bác chia sẻ thêm những cái những cái mà bác để dùng những cái rượu này. Bây giờ Khang Minh cho cái nhạc lên một chút rồi. Các bác quý anh em nghe. Nghe gì nhỉ? Bây giờ đầu tiên sẽ là test tiếng nhạc vũ trường đi. Sau đó Khang Minh sẽ hoặc là bác Sơn hoặc là chị sẽ hát một vài ca khúc trên cái cấu hình này. 938 thì nó là cái loa nó rất là lợi lời rồi, chỉ có tiếng mic hiệu khào LX-V5. Bên trong này là một cây mic nữa, Khang Minh chưa bỏ ra lốt. Bây giờ là mới có 9 giờ sáng thôi, Khang Minh có mặt ở bên này 8 giờ đã có mặt rồi, bởi vì bác Sơn bảo là sang sớm để sau trưa mấy anh em Dê An, và chiều nay thì bác Sơn lại đi Lào Cai đi công việc, cho nên là bác muốn lắp đặt sớm. Khang Minh cũng cố gắng sắp xếp thời gian rất là nhanh. Đó, bắn cái tiếng nhà vũ trường nhá. Xe này của bác bằng luôn cái ô tô. Anh Sơn ơi, con Honda này là con gì anh? CV1000 này. Chắc là phân phối không bằng con Z1000 này được nhỉ? Cũng 1000 đấy. Bác toàn chơi những con gọi là mạnh thú về xe BKL phân phối lớn. Xe cộ Khang Minh cũng rất là đam mê, nhưng mà mình đam mê thôi, nhưng mà không, nói chung là không chơi được, không có đủ điều kiện và đẳng cấp như các bác được. Nhìn thấy xe là thích lắm, xe máy thậm chí còn thích hơn ô tô luôn. Lát nữa Khang Minh sẽ hát ở đây với bác Sơn 1-2 bài. Sẽ là hát bài gì nhỉ? Có nhiều các bác quý anh em bảo là Khang Minh ít chịu hát, nhưng mà thực sự là phải lúc nào hứng thì mới hát được, chứ không phải là cứ thấy cái loa gì về, đồ gì của mình về cũng hát, thì chỉ có ăn rồi hát thôi. Và công việc thì nó nhiều, đôi khi rất là mệt, nhưng mà cũng phải cố gắng
thỉnh thoảng thôi, thằng mình hát set up hoặc là giới thiệu review những cái sản phẩm về loa, về đồ bãi, về đồ Mỹ. À quên mất, bác Sơn chưa có mua cái bộ giải mã để giải mã từ con TV này ra con vang số, cho nên là Khang Minh phải mở tạm từ cái điện thoại ra. Đó, mở nhạc trên YouTube từ điện thoại của Khang Minh ra. Bác sẽ mua cái con giải mã sau. Cái gì đấy chị? Lạc ạ. Rồi, cảm ơn anh chị nhá. Rồi, Khang Minh quay một chút nữa. Cho âm lượng vừa phải thôi để Khang Minh nói thì các bác quý anh em còn nghe tiếng. Từ bên Khang Minh sang bên Linh Hiệp chỗ bác Sơn này thì gần thôi, cứ khoảng bởi vì Khang Minh bên Yên Phong là giáp bên thị xã Từ Sơn mà Từ Sơn sau đó liền kề là giáp bên Linh Hiệp Gia Lâm Hà Nội này. Khoảng độ trên chục cây thôi. Cái không gian nhà bác bên cạnh đây là cây cối, rồi thì trước ao rất là yên tĩnh. Rất yên tĩnh. Nào, quay loa nhá. Sau đây Khang Minh sẽ test mic. Và cái tiếng mic thì khi Khang Minh hát, mặc dù là hát không tốt đâu, nhưng Khang Minh luôn muốn là cái echo nó rất là trung thực thôi, để nó làm cho chúng ta thích nghe, thích hát. Chứ Khang Minh hát thì Khang Minh không muốn cho cái echo nó quá nhiều. Nó nhiều quá nó vả. Thậm chí là cái chúng ta nghe qua không biết là ai đang hát bên trong. Đó là cái sao tiếng mà hát cái kiểu chuyên nghiệp hoặc là bán chuyên nghiệp thì nó phải như vậy. Còn các bác với anh em muốn cái echo nó nhiều để cho dễ hát thì mọi người có thể dùng điều khiển tăng cái effect lên của các con vang số hoặc là vặn tay. Mời quý anh em các bác đeo tai phone cùng nghe chơi một cái ca khúc gan thôi. Sao chưa thấy hồi âm? Nhạc Khang Minh thấy rất là hay. Đợi hồi âm chưa thấy, em ơi nhớ rằng đây còn có anh đêm ngày, thằng thương nhớ với đây. Ngày đi người đã
mỗi tuần một lần thưa, kể nghe chuyện sương gió, kể nghe niềm mộng mơ. Nhưng em vẫn hồi tư, hay là em hững hờ, hoặc là em không nhớ. Anh đâu khác người xưa, ngày lẫn đêm mong chờ tình yêu nói sao vừa. Cha. Bác vào đây là Khang Minh mời hát luôn. Bởi vì bác Sơn với lại chị đang chuẩn bị đồ để re an. Bác Sơn bảo là re an. Cha. Nòng con khấn đời đời. Anh ơi, anh ơi, ông anh hát hay đấy nhỉ? Không, nghe là biết đấy. Nghe là trời xanh biển rộng bao. Wow, tuyệt vời. Các bác khuyên nhé, chào bác khách. Bác khách của bác Sơn hôm nay một like giúp Khang Minh nhá. Rất hay. Bài này là bài ơn cha. Rồi bắt đầu nghe bác thể hiện này. Nhìn lá vàng rơi lòng con nghẹn ngào. Thương cha cả đời vẫn và xa. Mình cha nó nắng thương mang, mẹ con mất sớm dở dàng, bao gian khổ cha vẫn không màu. Còn nhớ ngày xưa mỗi khi chiều về. Tuyệt vời, cảm ơn anh rất nhiều. Cha con ngủ nhà sau. Thank you.
bao lòng trời đông buồn ra. Anh ơi, anh hát thế này em đi lắc đồ làm sao giống cả mic nữa. Chắc em chiêu với nhau. Cảm ơn anh nhá, cảm ơn anh rất nhiều. Ta đã say hồn, ta ngất ngây, mình yêu đương đơn thân cuộc đời. Một lần nào đó bước bên em âm thầm, một lần nào đó ta có không em yêu ai. Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ. Bên em ta hát cũng mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say. Ngày nào người cho ta biết. Các bác thấy những cái loa JB tiếng của nó không giống những cái loa bình thường. Ra xa hàng vài chục mét nghe vẫn rõ một một luôn. Bác trai hát rất là hay. Yêu em, ta yêu em như yêu người ngày thơ. Bên em ta hát khúc mong chờ. Ngày nào đời cho ta biết tình yêu đắm say. Hơn nữa lại là 938 loa ba đường tiếng, tiếng nó lồng lộng lồng lộng. Lời ca chỉ cần khẽ cái tiếng mic thôi là nó khều khào, nổi bật luôn cái tiếng ca. Mưa có rơi và nắng có phơi trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta vẫn yêu hồn, ta vẫn say qua bao nhiêu năm tháng ở thờ. Một ngày nào đó bước bên em âm thầm. Một ngày nào đó ta có. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con này này. Thôi đây nhá, qua video này, qua hình ảnh em anh nữa. Cảm ơn anh Sơn rất nhiều. Thế bây giờ rõ chưa? Ngày hôm nay đã tiếp đón ông em khám bệnh. 12 giờ còn ăn uống gì mà chưa rõ. Sang lắp đặt cho anh cái cấu hình này. Và anh chia sẻ rất là nhiều. Đang. Anh nói chuyện rất nhiều. Khang Minh đang ngồi uống rượu đây. Mà em anh chỗ anh bên hàng xóm anh Sơn nữa. Những cái video của Khang Minh là sẽ cắt những cái gì mà anh Sơn chia sẻ. Anh Sơn chỉ bảo là vâng, đi xem đâu cũng đi nhưng mà cuối cùng là phải mua của Khang Minh. Còn lại là như thế nào thì đây. Anh vâng. Anh mua là anh mua phải từ chỗ nó phải rộng thì mới về kê ở sân nhà anh. Anh mua về để kê ở sân. Anh rộng như cái nhà nó chỉ 2 mét vuông thì anh kê cái gì? Cái đây 10 năm là mình dạ. Làm thuê ở đây. Thế ạ. Ở đây là lúc đấy anh Sơn chỉ cho mình vay 3 triệu. Mặc dù lúc đấy anh làm nghề đấy nhưng mà anh không hề lấy lại của mình, khi đấy mình khổ lắm. Gọi là đi vất vôi vay thuê. Rồi ok. Anh Sơn hôm nay là qua đây là không những là em cung cấp cho anh này và cũng biết thêm về các thứ nữa. Anh Sơn là va chạm xã hội mà anh Sơn là một người tuyệt vời luôn. Cảm ơn anh rất nhiều ngày hôm nay là anh chị này sang đây này tiếp đón một cái bữa cơm thân mật mà em lắp đồ cho anh. Đây là qua video hình ảnh này một lần nữa này. Em chúc anh Sơn cùng gia đình, anh chị và cháu một năm mới và cuộc sống luôn luôn là sức khỏe và bình an. Mọi việc là thành công mỹ mãn theo cái hướng và cái tiêu chí cuộc sống của anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Cho nên Khang Minh nói một chút nữa về âm thanh. Bác Sơn bảo là đi xem, đi chơi, đi thẩm đồ Mỹ là đâu cũng đi, nhưng mà cuối cùng là phải mua của Khang Minh. Cảm ơn anh rất nhiều đã đặt cái niềm tin dành cho ông em gần đây. Em không biết là cái đồ của em như thế nào nhưng mà đó là Khang Minh vẫn nói là buôn bán thì bây giờ thời buổi 4.0 rồi, thời buổi công nghệ rồi, các bác thậm chí là không cần đến vẫn mua được cái đồ của mình, nó trọn vẹn và nó y xì như là người ta giới thiệu, và uy tín thì do người bán và tin tưởng thì do khách hàng nhìn nhận. Cái đó là các bác phải nhìn nhận. Chứ còn bán âm thanh, bọn em là người bán âm thanh, em cũng là một cá nhân trong vô vàn cá nhân trong Việt Nam. Ai bán âm thanh nói cũng hay hết, nhưng mà cái uy tín, cái chuẩn chỉnh, các bác quý anh em hãy tự nhìn nhận. Khang Minh sẽ tạm dừng video tại đây để tiếp tục công việc trong ngày và giao lưu với bác Sơn và gia đình bác ngày hôm nay. Sẽ gặp lại quý anh em các bác ở những video kế tiếp nhé. Và Khang Minh chia sẻ thêm những cái bình rượu này. Bây giờ vào đây này, đang uống rượu rồi mới bác Sơn mới bảo này. Những cái bình rượu này, đây là đinh năng nhưng mà toàn 6-70 năm rồi. Và cái giá trị của nó rất là lớn. Và cả bên kia toàn những động vật quý hiếm. Có những cái bình rượu bác Sơn chia sẻ là lên tới mấy chục năm rồi. Giá trị. Những bình rượu đây năm 1978. Thực sự là những cái này vừa phải có điều kiện này, vừa là phải cái rượu hôm nay mời em uống là trong này là anh ngâm đông trùng hạ thảo. Wow. Trong này thì cũng ngâm mẫu sơn, bác Sơn bảo đây là mẫu sơn này, ngâm mẫu sơn, nhưng mà trong này là anh ngâm với cả đông trùng hạ thảo, 10 con đông trùng hạ thảo. Nhưng mà cái giá trị của con đông trùng hạ thảo thì 1 kg thì nó gần 2 tỷ, nhưng mình không phải tìm mấy 2 tỷ, mình gọi thế thôi. Khoảng và cái mâm cơm này là hoàn toàn bác Sơn chế biến và chị phụ giúp. Bác Sơn có những cái mà em phải học hỏi bác. Thực sự là bác tuyệt vời. Nào anh. Rồi ok anh. Từ ngày em đi mấy gió gọi về, em còn nhớ những ngày xưa đó, em đã chiều trên đường về cầm tay nhau chờ đợi khuya gió mưa trăng đàn trên xóm nhỏ, người vui suốt đêm.
xa khuất.